Xin chào các bạn, video này thì mình có một số mồi câu nhặt bãi, giá là chưa bao gồm phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mẻ đầu tiên này nha các bạn. Số 1 này thì mình gồm có một bịch Daiso nha, của Nhật này. Bịch này là 12,7cm này nha các bạn. Dung này, dung câu biển nha, dung giả như thế này. Bịch này còn nguyên này, nó chưa xé luôn này, còn mới luôn nha. Một bịch này. Rồi bịch dung loại lớn nha. 500 yên là 540 yên. Nó tới 100 ngàn bịch này lận này. Loại lớn nha, loại lớn 2. Loại này là màu đen này nha các bạn, loại màu đen. Đó, USA của Mỹ nè. 3 nha. Và một bịch này 4 con, màu tím này. 4. Cái này gồm 4 bịch này. Số 1 nha, cái này là 150k. 1 nè, 150k nha. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình gồm có loại này. Nó để như thế này. Màu này, màu hồng. Hồng hồng trắng trắng này đó. Như thế này nha. Daiso của Japan đó. Rồi, Daiso này. Của này là màu giả như thế này. 2. Bịch này còn mới luôn này, 2 rồi. Đó. Này màu xanh, này màu hồng. Combo này là 3 bịch này. Cái này là số 2 nha các bạn. 2, cái này là 120k. Hai, 120. Tiếp theo là mã số 3 nha. Số 3, màu mềm như thế này. Đó này. 4,2 in. Minh Giáp Ban. Đó. 1 này. Rồi loại này. Màu cá. 2. Như thế này. 3. Số 3, cái này là 150k. 3 nha, 150. Tiếp theo là số 4. 4 thì mình gồm có bịch này. Đó, sợi của nó này. USA. Câu máy cá mú nữa. 1. Này, 642 yên. Loại nó như thế này nha. Đó, nó có cái tua này. 2. Và loại như thế này. Nó để đây. Đó. 3. Cái này gồm 3 món. Mẹ số 4 nha. Cái này là 150k. 4150k. Tiếp theo là số 5. 5 thì mình gồm có bịch mồi như thế này đó. Màu của nó này. USA của Mỹ. 1 này. Rồi loại này. Đó. 2. 2 bịch. Bịch này là bịch màu hồng. Giáp ban. 3. Rồi một loại mồi như thế này. Để nè. 4. Cái này gồm 4 bịch. Số 5 nha. Cái này 5. 150k. 5. 150. Tiếp theo là 6. 6 thì gồm có mồi dẻ như thế này. Đá phía sau. Câu cá 1. Rồi loại này 2. Rồi loại màu hồng này 3. Cái này gồm 3 bịch nữa. Cái này là mẻ số 6 nha. 6, 120k. Tiếp theo là mẻ 7. Mẻ 7 thì mình gồm có mồi dẻ nha. Cái này nó có một con như thế này. Về móc lưỡi mình câu, móc lưỡi. Nó móc lấy cái lưỡi như thế này nè. Cái này là tem nha, chứ không phải là cái lưỡi đâu. Đó. 1 nè. Rồi con màu đen như thế này. Đó, 2 con. 2 con màu trắng nữa nè nha các bạn, 2 con màu trắng nè. Cái này gồm 4 con. Số 7 nha, cái này là số 7. 120k. Tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình gồm có
Bật này là rung rẻ nhé, rung rẻ ở mini này. Rung rẻ 1, 2, 3 bật. Cái này là 100k. Tiếp theo là mã 9. 9 thì mình qua mồi nha. Mồi này, mồi như thế này. Đó, tên thương hiệu của nó như thế này. Con này đẹp lắm nhá, mới tinh. Màu là 3D đẹp lắm. Lưỡi này 9, con này là 11g 90k. 10. Một con Shimano nha. Shimano. Con 10, con này là 90k 18g. 11. Một con như thế này. Mắt đây mình cao. Đẹp lắm nhé. Con này là 14g. 60k 11 nha. 12. 12, một con Megabat này. Megabat có một cái thìa vàng, lưỡi này màu xanh này. Đẹp lắm nha, con này mới tinh. 12, con này là 120k. 12, 120, 21g nha. 13, con này câu đêm này nha các bạn. Một con Megabat luôn nha, là thìa trắng câu đêm. Cái này phát sáng ban đêm này. Đó. Mới tinh luôn nha, đẹp lắm. 13, con này là 21g 120k. 14, con này là câu đêm luôn nè, câu đêm. Câu đêm, câu ngày gì cũng được hết nha. Đó, ban đêm nó sẽ phát sáng em, viền trắng này. Một con này là con Little Jack. Thương hiệu này, đó. Đẹp lắm nha, nó uống như thế này. Nó thiết kế của nó mắt đẹp lắm. 14 nha, con này là 32g 120k. 15 thì mình có một con như thế này. Megabat. Megabat 80SW. Mình để là mới tinh này, con này mới. Thì nó đẹp. 15. Con này là 12g 120k. 16. Một con Pro Duster 80mm. Đẹp nha, con này đẹp, 3D là màu đó. Nó giống con Megabat ha, nó có thêm một cái vây nè. Vây chảy nước cho này. Lưỡi này thiết kế ngược lên bên này. 16. 120k 9g. Tiếp theo là 17 nha. Một con màu trắng, nhiều màu, nó có sần sước. Tên của nó nè. Đó, tên của nó như thế này. Đẹp lắm nha, con này đẹp. 17 nha, con này là 17. 17g 90k. 18 thì mình có một con tôm này. Mồi. Mồi là nó làm thiết kế giống con tôm như thế này, đó. Tên của nó là Yuyori nè, Yuyori của Nhật. Yuyori. Con này đẹp lắm nha. Đẹp lắm nha, mát rồi nè. Con này là 18 nha. Con này là 7g. 18, 7g, mới tinh nè. 7g 100k. 19 thì mình có một con cá bắp màu trắng như thế này. Đẹp lắm, mát nè. Con này là 19, 7g 80k. 20. Một con hai khúc. Lưỡi đồng. Như thế này. Con này nó có tên này. Nó có tên gì dưới đây nè. Nó in ở dưới đây nè. Nó in tên như thế này. 20, con này là 7g. 7g 70k. 21. Một con tên như thế này, Terry.
Con này Daiwa này nhé các bạn. Tari, từ này là từ đao. Đó, đẹp lắm nha, con này màu đẹp lắm. Ba lưỡi 21. Con này là 15g, 100k. 22. Một con như thế này, nhiều màu. Đó. Con này là 11g, 70k. 23. Một con màu xanh. Màu xanh. Mình đẹp lắm này, mình đẹp lắm. Đó. 23, con này là 70k, 15g. 24. 3D đẹp lắm nha, con này đẹp lắm. Đó. Mắt 3D này. 24, con này là 80k, 17g. 17g, 80k. 25. Con màu như thế này, đẹp lắm. Màu này, đó. 80k, 28g, 25. 26. Một con sắt như thế này. Đẹp lắm nha. Đó. Mắt này, 3D đẹp. Con này là 14, à, con này là 49g, nặng lắm nha, 49g, 80k. Tiếp theo là con 27 nha các bạn. 27 thì mình có một con tôm này, Yuyori này. Màu này, con này là 30g lận nha, 4.0. Còn mới tinh luôn, màu này. Nguyên hợp như thế này. Made in Japan này đó. 27 nha, con này là 130k. 27, 130k. 28. Một con tôm câu mực. Con này thương hiệu Unitica này đó. Mắt này, nó in tên ở trong này. Đẹp lắm nha, con này đẹp lắm. Con này là 19g, 3.5. Japan. 28, con này là 19g, 100k. 29. Một con tôm Win là tên của nó như thế này. Màu hồng. Mini nha, con này là có 9g thôi. 29. Hai mươi chín, 60k, 9g. 30. Một con tôm 3.5. Thiết kế body đẹp lắm nha, có thêm một cái chụp luôn này. Nó có tên trong này là Yamashita. Con này là 30. 30. 19g, 90k. 31. Một con màu đỏ như thế này, có chụp luôn. Con này còn mới lắm nha, Daiwa. Daiwa này nữa. Mắt đẹp, mới tinh à. 31. Con này là 20g, 150k. 32. Một con to như thế này. Lưỡi này còn mới tinh à. Lưỡi này. Con này là 32. 80k, 20g. 33. Một con tôm màu đen. Mắt đen. 3.0. 33, con này là 15g. 80k. 34, một con màu đỏ, màu hồng như thế này. Có cái chụp luôn này. Con này 80k. 18g, 34. 35, một con tôm có ban đêm, con này ban đêm này, phát sáng. Cái này ban đêm nó phát sáng này. Đó. Con này là 50k. Nó có in tên gì nè. Yuyori nè nha các bạn, nó in tên luôn. Yuyori. 35, 50k, 7g. 36. Một con tôm 2.5. Màu cam. Con này là 60k, 12g. 37, một con cá sắt. Master Zit. Con này là 14g, 45mm, 4,5cm là chiều dài của nó, đều lắm nha. Đó.
37, con này là 14g 80k. 38. Đó. Một con này nó không có lưỡi nha, nó không có lưỡi. Đẹp lắm nha, làm thiết kế đẹp lắm. Con này nặng lắm nha, con này tới 90g. 38, 90g nha, 100k. 39, một con cá. Đẹp nha, nó mắt luôn. Quay này, 3D đẹp lắm. Con này là 39, 100k. 100k, 100g luôn nha, con này 100g nặng lắm nha. 40, một con màu cam. 3D mắt đỏ này. Con này 80g. Không lưỡi nha. 80g, 100k. 41. Con này 80g luôn, màu hồng. Màu này đẹp lắm. 100k, 80g, 41. 42. Con này là 200g này. Màu này 3D đẹp lắm nha, cực đẹp luôn. Bên này mặt trắng đó. 200g. 100k. 42. 43 thì mình có một con màu xanh 200g. Xanh hồng như thế này, bên này trắng. 43. 100k, 200g. 44 thì mình qua cái hộp nha. Mình có một cái hộp màu xanh như thế này. Hộp này chiều dài của nó là 27cm, rộng là 19. Dài là hướng này nha. 27 này. Cái này là rộng 14 này, cao của nó là 5. Tổng này là 5. Nó gồm có hai mặt, mặt trên và mặt dưới, đựng mồi, nó có mấy lỗ thoát nước này. Hộp này dài nhé. Bên trong mở này. Mở cái nút ngăn này xuống này. 1 2 3 4 5 6 7 nhé, 7 ngăn lận này. Hộp này đựng nhiều được nhé. Hộp này thì mình kiểm tra thì nó không có in một cái gì hết. Không in luôn nha. Hai mặt. Rồi chỉ, bên này nó có thêm dây sắt nè, dây bằng cao su nè, sắt lên, sắt đi rất là gọn nha, đó này mình đi biển ghê đó. Rồi đẹp lắm nha, con này là 44, 200k. 45 thì mình có một cái hộp như thế này, màu trắng, loại này nó ngắn hơn này, 20cm, chiều dài là 20, chiều này 20, chiều rộng là 16, chiều cao là 4,5 cao. Hộp này thì dây sắt của nó như thế này, dây sắt nó bằng nhựa, nó như thế này. Hộp này thì nó có in này nhé các bạn, mình có kiểm tra, nó có in này, đây, nó in bên kia, meho này, đây. Mở ngang bên này, đây nó có in này, made in Japan này, đó, nó in bên trong, made in Japan, meho. Rồi gặp là khóa lúc này, đó. Khóa này. Khó này, bên này cũng vậy. Đó. Rồi, nó có hai nút khó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này gồm 6 ngăn. Như thế này nhé. 45. Hộp này là 200k. 45, 200. Tiếp theo là 46 thì mình có một cái này là túi đeo này, túi đeo, dây đeo như thế này. Có khóa này, đeo vào bên hông á, mình để mình câu bờ trước ngực cũng được, trước hông bụng này mình bỏ mồi mình câu, cần mở nút này thôi này. Hộp này thì nó dán tem, hộp này dán tem, tem nó như thế này, 5010, chiều dài hộp là 26,5cm, chiều dài 26,5, còn cao 100mm và rộng 100 là 10 nha, ngang là 10, cao là 10, dài là 26,5. Sử dụng là mở này, này. Đó mình đựng mồi vào, có thể mình tháo hai ngăn này mình đựng hết luôn này. Đó mình đựng mồi dài cũng được, còn ai câu mồi nhỏ thì mình có thể chia theo ngăn, tiện lợi lắm nhé. Đó trên này nó có thêm 1 2 3 này, mở cái này ra 4 ngăn, gài lại này. Bên này 3 ngang nữa nè. Rồi khó lại, chắc lắm nha. Cái này là 46. 46, cái này là 180k. 46, 180. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại bình luận mã mồi kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.